bán cho một số quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua. Bảo vệ lạnh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận chuyên nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh khe và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bậy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.